Hello, chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ok, thì ngày hôm nay anh em thấy không ạ? Đó là hiện tại thì Kẹo đang mặc cái bộ trang phục nó giống siêu nhân vãi cả trưởng. Ủa ơi, vãi, thanh niên nào đây? Một kill đầu tiên phải nói là vô cùng là dễ luôn. Nhưng mà anh em ấy còn tí máu này. Thằng bé bắn kinh phết, đừng đùa. Pha đây nó bắn chuẩn tí nữa thì có lẽ là Kẹo lên bảng đếm số luôn chứ nhở. Rồi nha mọi người. Như vậy thì hiện tại Kẹo đang sở hữu cái combo súng đó là XM8 này, với lại thì thêm cây MP40 nữa. Ok, thì trong cái video này ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái chủ đề đó là XM8 trong phiên bản OB20 thì nó sẽ bá đạo như thế nào. Ủa, vãi, sao đấy hả? Làm sao đấy hả em ơi? Ok luôn này. Đó thì anh em thấy không ạ? Hiện tại thì Kẹo đang sở hữu đó là skin XM8 quái thú với cái tính năng đó là chúng ta sẽ có là tăng 2 tốc độ bắn. Và phải nói là XM8 quái thú này bắn cực kỳ là phê luôn. Cũng như là về phiên bản OB20 thì có chỉnh sửa cái thông số của cây súng này. Ôi vãi, còn một thằng nữa hả? Nào, chuẩn bị lên bảng điểm số đi em ơi, cho nó chạy vào luôn, ngại gì nhở. Ủa ơi, làm sao đấy hả? Ok luôn, xong luôn anh em. Như vậy thì cực kỳ là dễ 3 kill đầu tiên luôn. Thì Kẹo thông tin với anh em như thế này. Đầu tiên là các bạn hãy quên cái cây súng Scar Titan đi, mà là phiên bản OB20 này ấy, thì XM8 mới là cây súng bá đạo nhất OB20 luôn. Nếu như mà kết hợp với skin XM8 quái thú thì phải nói là cực kỳ là đã mắt. Được rồi, thì các bạn thấy không ạ? Điều chỉnh chỉ số của XM8 trong phiên bản OB20 khi mà tăng sát thương này, tăng tốc độ bắn này, đó và tăng chính xác khi ngắm này, chỉ có giảm tầm xa này, giảm độ chính xác và giảm băng đạn thì không sao, chúng ta có thể là chấp nhận được những cái sự thay đổi này. Và skin XM8 quái thú tôi đã bắn tăng thêm 2 vạch như Kẹo đã kể với anh em thì bắn phải nói là cực kỳ là phê phim luôn và rất là đã luôn. Tầm này thì anh em hãy quên Scar Titan đi là vừa. Đơn giản thì XM8 quái thú bắn nó cực kỳ là nhanh. Tí nữa thì tôi sẽ có cơ hội test cho anh em xem. Bây giờ thì sử dụng cái nâng giáp cái đã. Không biết là anh em đã test XM8 trong phiên bản mới này chưa? Khi mà XM8 tăng sát thương này, tăng tốc độ bắn này, cũng như là không biết là có bao nhiêu anh em xài skin XM8 quái thú nhá. Được rồi, thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video giúp Kẹo nhá. Và đây mọi người ơi, trong này thì có một cái băng đạn đi vào 3, lấy luôn. Thì đơn giản là XM8 này, cái băng đạn của nó sẽ giảm xuống khá là nhiều. Nhưng mà không sao, đó anh em thấy không ạ, bắn cực kỳ là nhanh luôn. Và đây, hiện tại thì mình có lắp thêm băng đạn nữa và XM8 vẫn giữ nguyên được cái số lượng đạn là 28 viên. Như vậy thì vẫn khá là ngon, không hẳn là băng đạn ít đi một vài viên thì nó sẽ là điều không tốt đâu. Cơ bản là đánh đổi anh em ạ, chúng ta có một cái XM8, tôi đã bắn cực kỳ là nhanh, khủng khiếp luôn và Scar Titan thì cũng phải chào thua. Cũng như là về độ chính xác, rồi là XM8 được trang bị sẵn luôn cái ống ngắm 2x. Thế anh em thấy là chắc chắn một điều rằng là XM8 sẽ là cây súng được sử dụng nhiều nhất trong phiên bản OB20 luôn. Đơn giản là nó bắn nhanh này, mạnh này và được trang bị sẵn luôn ống ngắm 2x. Nhưng mà cái ưu điểm thì cũng là nhược điểm thôi. Các bạn thì được trang bị sẵn ống ngắm 2x thì các bạn sẽ không thể lượm thêm 4x và lắp vào. Như vậy thì ở khoảng cách xa, khi mà XM8 bắn thì nó sẽ bắn không tốt lắm. Nhưng bù lại thì tốc độ bắn nhanh khủng khiếp khi mà các bạn kết hợp với skin đó là XM8 quái thú. Phải nói là đúng là quái thú và điều chỉnh cả vũ trụ luôn. Không đùa anh em ạ. Rồi nha mọi người. Thì qua 2 ngày trải nghiệm phiên bản OB20 ấy, thì Kẹo thấy là OB20 này nó thay đổi khá là nhiều. Tức là nó cũng phải thay đổi về đảo quân sự, không phải thay đổi về đảo thiên đường, mà là thay đổi về cái cơ chế game, khi mà mình có thể tạo team code để giao lưu cùng với đồng đội này. Cũng như là mình thấy là đồ họa game nó nét hơn và anh em chơi game nó lại mượt hơn. Riêng Kẹo thì không thấy một cái tình trạng giật lag nào cả khi mà cập nhật phiên bản OB20. Chẳng qua là thi thoảng thì do mạng, tức là ping nó cao thì nó hơi lag một xíu thôi. Rồi nha anh em, không biết là anh em cảm nhận về cái phiên bản OB20 này thế nào. Có riêng Kẹo thì thấy mượt mà này, ngon này. Mỗi tội đảo sa mạc thì chắc là ngày mai, hình như là mình nhớ không nhầm là 28 ạ. 28 là chúng ta sẽ được chơi chính thức đảo sa mạc. Cũng như là về cái phần phòng chờ anh em ấy, phòng huấn luyện.
thì anh em cũng sẽ được chơi luôn. Cơ bản thì vào cái phòng huấn luyện đó các bạn luyện tập súng bắn nó rất là tốt. Và đây là những cái tính năng vô cùng thú vị của phiên bản OB20. À chà chà, tầm này thì trong trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 12 người chơi thôi. Thôi thì không sao, cơ bản thì ở đây là kẹo đã có xe rồi. À và anh em ơi, hôm nay mình gợi ý cho anh em cái combo súng anh em chơi rất tốt trong phiên bản OB20. Nếu mà các bạn là fan của dòng súng tiểu liên thì combo XM8 với lại thêm một cái cây nữa đó là MP40 sẽ là combo phải nói là rất là ngon trong phiên bản OB20 dành cho những bạn đã có skin XM8 tăng tốc độ bắn. Đặc biệt là skin XM8 quái thú thì phải nói là ngon vãi cả trưởng, không đùa với các bạn. Thì mình nghĩ là đây sẽ là cây súng mà bên Garena sẽ phải chỉnh sửa lại cái chỉ số sau khi ra mắt không lâu, mình nghĩ là sẽ như thế. Đơn giản là bây giờ XM8 thì nó quá là bá đạo luôn. Nếu như mà không chỉnh sửa lại cái chỉ số trong phiên bản OB20 thì mình nghĩ là đây cũng sẽ là một cái điều mất cân bằng game. Hoặc là anh em sẽ phải thay đổi những cái lối chơi. Đơn giản thì các bạn chơi AK quen này, AK dùng lửa này, Scar Titan này. Còn đối với mùa OB20 này thì cây súng hot nhất của chúng ta đó là XM8 quái thú luôn. Chính xác là như vậy. Ok, mỗi mùa thì đều có những cái cây súng hot mà. Hoặc là nếu như mà các bạn là fan dòng shotgun thì anh em có thể kết hợp XM8 với lại shotgun M1887, cũng là một cây súng hiện đang rất là mạnh luôn. Thì đây cũng là combo cho những anh em mà đi săn mạng bởi vì nó bắn rất là phê. Đó, à, mà anh em ơi, các bạn đã like video giúp kẹo chơi nhỉ? Thì anh em vui lòng like video đó, thì kẹo cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu như mà anh em thấy hay thì các bạn like video, các bạn chia sẻ giúp mình. Ủa ơi, trong nhà có người cơ hả? À đủ, bình tĩnh anh em. Đồ siêu nhân làm sao mà phải xoắn ai hả? Mình sẽ cho địch nó xoắn quẩy luôn, đừng đùa. Một trái lựu này. Rồi chạy đi đâu hả em ơi? Chạy đi em. Ủa ơi, vãi. Không sao hả? Vãi cả hàng mày làm sao? Ủa ơi, không sao hả? Xong luôn, đừng đùa 5Q. Đùa làm sao được với ninja rùa. À nhầm, ninja xích kẹo anh em nhờ. Rồi, tuyệt vời, khá là ngon lành. Và đây rồi anh em ơi, 9 người chơi nữa. Chuẩn bị là chúng ta, let's go now. Tầm này thì mình sẽ xem như nào đi săn mạng thôi anh em ơi. Tiếp tục săn mạng thôi. À đủ cái gì đây, à đủ cái gì đây, thằng nào đây, thằng nào đây. Ủa ơi, chạy ngáo thế này, xong luôn. Mà không biết là nó có thêm bông keo không nhở. À đây, đã đến lúc chúng ta nên chơi combo súng dị rồi. Đơn giản thì đây, mình sẽ đổi qua cây shotgun M1887. Combo này phải nói là combo sát thủ tầm gần luôn các bạn ạ. Cơ bản thì mình muốn tạo ra một cái sự khác biệt giữa kẹo và những YouTuber khác. Thế nên là dạo này mình đang tập chơi combo súng dị shotgun M1887 và MP40. Có thể là kẹo kết hợp với P90 nữa. Nói chung thì kẹo chơi nhiều hai cái combo súng đó. Và đây là combo săn mạng của kẹo, bắn rất là đã và rất là phê. Khi mà anh em chỉ cần gọi là bắn vài viên tiểu liên, sau đó là anh em cứ nã shotgun M1887 vào người, chắc chắn là địch nó sẽ sớm lên thiên đường mà thôi. Đó là những cái điều mà kẹo đã chơi game và kẹo đã thấy, thì kẹo chia sẻ với các bạn. Ok mọi người, 6 người chơi nữa. Vâng, lúc này thì trang bộ của anh siêu nhân sĩ kẹo chúng ta có mũ 3, chúng ta có giáp chống nổ 4.5 luôn. Và anh em ơi, không thể thiếu được là 3 lô 3 và hai cây súng cực kỳ là chất lượng. À đủ thằng kia, mày đùa với tao đấy à? À đủ, mày chạy đâu? Ui dồi ôi, đứng lại em ơi, đứng lại em ơi, chạy đâu hả em ơi? Thằng kia, mày tưởng mày chơi Avaro mà ngon à? Chuẩn bị một phát thế là xong. Xong luôn anh em. Ủi vãi, ủi vãi. Gì đấy, làm sao mà căng vậy? Mấy đứa này lại đùa với kẹo rồi. Ok anh em, bình tĩnh thôi các bạn ơi. Đây, lên xe qua vả chúng nó nào. Đùa, đậu xanh. À đủ, đây rồi, ủi vãi. Tí nữa có thêm được mạng thứ 8 này. Thằng kia đứng lại. À đủ, lên trên vả nó. Mày à, à mày tưởng mày dựng bông keo mà ngon đấy hả? Đây anh em, phá luôn bông keo của nó nhở. Anh lại ngại chút quá cơ. Ủi nó kìa, ủi nó kìa. Chạy lẹ luôn, chạy lẹ luôn. Vãi cả hàng, cẩn thận nó bắn cho bây giờ. À thôi không sao anh em ơi, chẳng qua là giáp nó hơi hỏng một xíu thôi. Nhưng mà thôi, tầm này gần cuối game rồi, chơi game cẩn thận.
để còn lấy top 1 nữa chứ nhở. Chơi game ngáo ngáo cái lại rớt top 1 anh em lại chửi cho thì đúng là khổ. Thế nên là đây, tôi vào nhà cái đã, cẩn thận. Đó, sửa giáp mới tinh luôn. Và anh em ơi, đánh xe lên vả nó. Tầm này thì vòng an toàn nó cũng chuẩn bị thu lại. Thế nên là đi xe một vòng lên anh em, đánh xe lên vả nó thì chắc chắn là nó đang chạy bo tầm này. Tôi nghĩ thế, có thể là không phải nhưng mà mình đoán thế. Rồi, lên trên. Hello bạn ơi, bạn đang đâu rồi? Bạn ra ngoài chưa nhở? Mình tông phát nào. À đi rồi. Ui, dựng bóng keo cơ. Vãi thật, dựng bóng keo cơ. Đùa nhau đấy à? Này, xong luôn, 8 kill. Thanh niên rơm rơm này. Ngon không mọi người? Chúng ta có 8 mạng rồi. Còn lại 3 người chơi và mình sẽ kiếm tầm khoảng là 10 kill top 1. Đó luôn là một cái chỉ số mà kẹo hướng đến trong mỗi trận đấu game Free Fire. Ok đây, anh siêu nhân sĩ kẹo tiếp tục, let's go nào. Đây các bạn chờ kẹo xíu này, xem xuống dưới cái nhờ. Nào, 3 thằng nữa. Anh cho các chú trốn thoải mái luôn tí nữa. Lục tìm. Đấy, thấy đứa nào là phang luôn đứa đấy. Rồi nha, phía trước mặt chúng ta là có thính à. Ok ok ok. Ui, một đứa đi lậm thính này. Thằng này ngu rồi em ơi, chăm chỉ rút đồ thế. Thì ra là A-đúc cả. Chắc là thằng bé đang định lấy A-đúc để tính học vẩy hexhog đây mà. Lạ gì đâu mấy thanh niên này, học đòi à, đua đòi à. À được rồi, và súng băng thì chính thức được thêm vào đấu hạng trong phiên bản OB20, cũng như là thêm một số phụ kiện súng nữa. Thì những cái điều này thì sẽ giúp cho những cái trận đấu rank của chúng ta nó trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Ai, thằng nào ở đây? Chuẩn bị luôn anh em, cho nó thăng thiên này. Ủi vãi, mày dám xấy xe anh cơ à? Đùa nhau này, đùa nhau này. Đổi qua cây shotgun M1887, vẩy phát thằng bé, gục luôn. Đấy anh em thấy chưa, anh em thấy ngon lành chưa? 10 kill rồi. Và tầm này thì kẹo đang ở vị trí top 2. Chúng ta chỉ cần là chạy và xem kiếm vị trí thằng top 1 nữa là ok. Rồi nha anh em. Và đây mình tranh thủ mình lút đồ cái đã. Uầy, rất là nhiều bông keo luôn. Đúng thứ kẹo đang cần lúc này. Và anh em ơi, chúng ta có 5 trái bông keo này. Lên xe tiếp tục săn mạng thôi nào. Anh em đoán xem, các bạn đoán xem thằng cuối đang ở đâu rồi nhỉ? À, tầm này thì không biết là anh em đã ăn trưa chưa? Kẹo thì chưa ăn sáng nữa cơ anh em ạ. Làm gì mà ăn trưa? Rồi mọi người. Đấy, thì theo chân kẹo chúng ta sẽ tìm cái tung tích của thanh niên cuối cùng. Hello bạn ơi, bạn đang ở đâu thì bạn hãy mau mau lộ diện đi. Nhanh để kết thúc trận đấu để mình top 1 cái ăn cơm anh em nhờ. Thật ra thì đã nấu đâu mà ăn này. Thôi nhưng mà cứ phải làm video cho anh em xem trước. Không anh em lại bảo là anh dạo này lười làm video thế. Đấy, thế thì chết tôi, anh em không xem nữa, anh em xem kiếm khác thì đúng là đúng là thua luôn. Rồi mọi người, thằng nữa đâu? Thêm một thằng nữa thôi mà. Đủ. Kiếm nó đâu đây? Hóng nào, hóng nào, hóng nào. Đấy, tập này thì bo đang thu lại rất là nhỏ rồi. Nhưng mà kẹo thì vẫn chưa thấy nó đâu cả. Vãi, cật trưởng đã bị hạ. Mất công anh em ơi, mình đang chuẩn bị tâm lý căng thẳng để solo với thằng cuối nãy giờ. Thôi anh em, như vậy là trận đấu này win top 1 mấy kill cũng được. Thì hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.